Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2020, thứ hai, tuần thứ ba, mùa vọng, năm B. Trích sách dân số. Trong những ngày ấy, Balaam ngước mắt lên nhìn Israel cắm trại theo từng bộ lạc, và thánh thần Chúa ngự xuống trên ông. Ông liền tuyên sấm và nói, lời sấm của Balaam, con ông Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người chiêm ngắm đấng toàn năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Hỡi nhà Gia-cốp, doanh trại của người đẹp biết bao. Hỡi Israel, chỗ cư ngụ của ngươi tốt dường nào. Nó rộng lớn như thung lũng, như những vườn bên dòng sông, như cây trầm hương mà Thiên Chúa đã trồng, như cây hương nam bên suối nước. Nước tràn ra khỏi thùng chứa, và hạt giống của ngươi được tưới dư dật. Vua ngươi sẽ trỗi vượt Aga, và vương quốc ngươi xõe uy hùng. Balaam lại tuyên sấm và nói, lời sấm của Balaam, con của Beor, lời sấm của người đang mở mắt, lời sấm của người nghe lời Thiên Chúa, của người biết ý nghĩ đấng tối cao, của người xem thấy hình ảnh đấng toàn năng, của người ngã mà mắt vẫn mở. Tôi thấy người, chưa phải bây giờ. Tôi thấy người không phải gần. Một ngôi sao từ Gia-cốp mọc lên, một phủ việt từ Israel xuất hiện. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con. Vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài. Lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài. Vì lòng thương xót của Ngài thân lạy Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm khôn trong đức công minh, dạy bảo người khiêm khôn đường lối của Ngài. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa đến hay ra đón người, chính người là hoàng tử bình an. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu vào đền thờ, lúc người giảng dạy, các thượng tế và kỳ lão trong dân đến hỏi người rằng, ông lấy quyền nào mà làm những điều này? Ai đã ban quyền ấy cho ông? Chúa Giêsu trả lời, tôi cũng hỏi các ông một điều. Nếu các ông trả lời cho tôi thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Phép rửa của Gioan bởi đâu mà có? Bởi trời hay bởi người ta? Họ bàn tính với nhau rằng, nếu ta nói bởi trời thì ông sẽ nói với ta, vậy tại sao các ngươi không tin ông ấy? Và nếu ta nói bởi người ta thì chúng ta lại sợ dân chúng, vì mọi người coi Gioan như một vị tiên tri. Bây giờ họ trả lời Chúa Giêsu rằng, chúng tôi không được biết. Chúa Giêsu nói với họ, tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Hôm nay lễ Thánh Gioan Thánh Giá Linh Mục Tiến sĩ Hội Thánh. Lòng chân thành. Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Matthew chương 21 câu 7. Suy niệm. Các thượng tế chất vấn Đức Giêsu về nguồn gốc quyền bính của Ngài. Đối với Chúa cho biết, Ngài chỉ trả lời nếu họ trả lời câu hỏi ngược lại của Ngài về phép rửa của Gioan Tẩy Giả bởi quyền bính nào? Bởi trời hay bởi người ta? Thật ra câu hỏi của Đức Giêsu đã hàm chứa câu trả lời rằng,
quyền bính của Ngài đến từ Thiên Chúa, như Gioan Tẩy Giả làm chứng. Những toan tính đằng sau câu trả lời quanh co của các thượng tế, chúng tôi không biết, tố giác thái độ thiếu chân thành của họ. Điều đó khiến họ không thể đón nhận chân lý Đức Giê-xu là đấng Chúa Cha sai đến. Quả thật, khi không có sự chân thành, người ta cũng thiếu điều kiện thiết yếu để gặp gỡ Thiên Chúa. Mời bạn, lòng chân thành đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân thật cần thiết trong cuộc sống. Nếu bạn cầu xin Thiên Chúa với thái độ giả tạo, thì sẽ chẳng bao giờ bạn được người nhậm lời. Và nếu bạn đối xử với người khác bằng động cơ vụ lợi, thì sớm muộn gì mối tương quan giữa bạn với người đó cũng mất đi. Để sống chân thành, cần biết gạt bỏ những thành kiến và sẵn sàng đón nhận khác biệt nơi tha nhân để cùng nhau đón nhận chân lý. Sống lời Chúa, mỗi ngày dành thời gian xét mình về tật xấu thiếu chân thành trong cách lắng nghe thánh ý Chúa và trong tương quan với tha nhân. Cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa là đấng tốt lành, thánh thiện biết mấy. Chúa đã đến ở với chúng con bằng một tình yêu vô vị lợi. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa để có được một tâm hồn trong sáng, một lời nói thật thà, một lối sống thân thiện với anh chị em mình. Trích suy niệm lời Chúa hằng ngày. Cánh tay của người ganh tị và tham lam. Câu chuyện có tính cách nguồn ngôn sau đây đã xảy ra tại cái thế kỷ thứ 16 tại Ấn Độ. Trong triều đình có hai viên sĩ quan nổi tiếng vì những đam mê của mình. Một người thì ganh tị, một người thì tham lam. Để chữa trị những tính xấu ấy, vua cho triệu tập hai viên sĩ quan vào giữa triều đình. Họ thông báo sẽ tưởng thưởng hai viên sĩ quan vì những phục vụ của họ trong thời gian qua. Họ có thể xin gì được nấy. Tuy nhiên, người mở miệng xin đầu tiên chỉ được những gì mình muốn, còn người thứ hai thì sẽ được gấp đôi. Cả hai viên sĩ quan đều đứng thinh lặng trước mặt mọi người. Người tham lam nghĩ trong lòng, nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ý cho người kia. Còn người ganh tị thì lý luận, thà tôi không được gì còn hơn là mở miệng nói trước để tên kia được gấp đôi. Cứ thế, cả hai đều suy nghĩ trong lòng và không ai muốn lên tiếng trước. Cuối cùng, vua mới quyết định yêu cầu người ganh tị nói trước. Người này lại tiếp tục suy nghĩ, thà không được gì còn hơn để tên tham lam kia được gấp đôi. Nghĩ như thế, hắn mới dõng dạc tuyên bố, tôi xin được chặt đứt một cánh tay. Hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị chặt hai cánh tay. Lắm khi chúng ta không hài lòng về cái mình có và chúng ta cũng không sung sướng khi người khác gặp nhiều may mắn hơn chúng ta. Không bằng lòng về chính mình, chúng ta không được hạnh phúc, mà bất mãn về người khác, chúng ta lại càng đau khổ hơn. Bài trích sách lẽ sống.